Hiệp hội Điều Việt Nam, năm 2016, cả nước có thể xuất khẩu được 300.000 tấn hàng chế biến, đạt giá trị xuất khẩu kỷ lục 2,7 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức kỷ lục của năm 2015 là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá hạt điều khô trong thời gian tới vẫn tiếp tục có xu hướng tăng vì nhu cầu tăng cao, nguồn cung này ngày càng thu hẹp do ảnh hưởng bởi thời tiết. Sản lượng nhân điều của Việt Nam năm 2016 dự báo không tăng so với năm 2015. Để đảm bảo nguồn cung, các nhà chế biến điều Việt Nam không thể chỉ dựa vào nguồn điều thô nguyên liệu tại địa phương. Khoảng 2/3 lượng điều chế biến xuất khẩu hàng năm là từ nguồn nhập khẩu. Bên cạnh đó, các thị trường nhập khẩu điều của Việt Nam như Israel, Đức, Anh, Hà Lan, Trung Quốc và Italy đều có mức tăng trưởng mạnh. Cho người nộp thuế để thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách. Trường hợp cố tình không thực hiện nghĩa vụ